Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan hàng Nhật. Chắc hẳn các tín đồ Nhật cũng như là những bác mà thích chơi đồ gốm sứ hay là những dòng đồng hồ gốm sứ như thế này thì không còn lạ gì với cái thương hiệu ME này nữa rồi. Thì đây là một trong những cái mẫu đồng hồ chuyên sản xuất cái kiểu dáng cũng như là các họa tiết hoa chuông tím như thế này. Gần như cái mẫu nào cũng cái thương hiệu này cũng em gặp ấy, thì cũng hay làm những cái hoa chuông tím như này. Đấy là đặc trưng của hãng rồi, rất là đẹp. Có những em thì có quả lắc, có em không, size to size nhỏ rất là nhiều. Nhưng mà để về cơ bản thì nhìn chiếc đồng hồ rất là sang và nhã nhặn, nhất là phần gốm sứ được in lên, được vẽ lên những cái bội họa tiết hoa chuông tím như này. Thì cái em đồng hồ này là hàng mới nguyên hộp luôn mọi người nhé. Đây là cái hộp của nó này đấy, và sách cũng như là phiếu bảo hành đi kèm. Em vừa xem cái cuốn sách này được họ làm chi tiết cực kỳ kỹ, Nhật rất cẩn thận luôn. Người ta hướng dẫn mình cách tháo pin như nào, cách lắp đặt, cách chỉnh giờ rất là chi tiết ở phần sách đây rồi. Bác nào không biết thì có thể mở sách ra và xem cái hướng dẫn sử dụng của sách đi kèm. Và đây là cái phiếu bảo hành của hãng này. Mình mua thì sẽ được phiếu bảo hành. Ngoài ra thì sẽ được, các bác mua tại shop Sơn Japan thì sẽ được bảo hành 1 năm. Chiếc đồng hồ này thì còn có thêm đó là báo thức. Thế nên là mọi người trưng em này để tủ phấn hay là ở góc, ở chỗ mình ngủ ấy ạ, hay là bàn làm việc rất phù hợp, bởi vì nó có cái báo thức đây. Cách báo thức thì ở phần đằng sau đây nó có hướng dẫn chi tiết rồi. On up để mình mở cái phần tắt cái chuông đi. Chạy một viên pin tiểu. Và cái kích thước của em đồng hồ xinh xinh này đó là 19 x 16. Mã của chiếc đồng hồ là 902. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan hàng Nhật hoặc là truy cập web hangjapan.vn, web đồng hồ xưa.vn, thì cái mã là 902. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.